Một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long đã nhẫn tâm đạp con riêng 2 tuổi của vợ hờ tử vong. Đáng chú ý, đối tượng là con nghiện ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, sống chung như vợ chồng với chị N, 23 tuổi và con riêng 2 tuổi tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Vào khoảng 1 giờ khuya, ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn. Khi về đến nhà, Quân kêu chị N lấy đồ ra đựng. Lúc này chị N đặt con xuống nền nhà, nhưng bé khóc nên chị quay lại dỗ bé. Thấy vợ hờ không nghe lời mình, Quân tức giận, dùng chân đạp vào đầu và chân của bé, khiến bé bất tỉnh. Thế vậy, Quân cùng với chị N đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Quân thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy sử dụng nên tức giận.